40 năm trước, giữa lòng quê hương Thanh Chương, một ngôi trường nhỏ đã ra đời với sứ mệnh bồi dưỡng tài năng cho những thế hệ trẻ. Trường Năng Khiếu Thanh Chương, nay là trường Tôn Quang Việt, đã vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành biểu tượng của trí thức, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn cao. Từ ngôi trường này, biết bao nhân tài đã trưởng thành, mang theo niềm tự hào và tinh thần của quê hương Thanh Chương, vươn mình ra khắp đất nước và thế giới. 40 năm, một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng đầy tự hào. Đó là hành trình của sự cống hiến và đổi mới. Để hôm nay, trường Tôn Quang Việt tiếp tục sứ mệnh chắp cánh ước mơ cho những tài năng trẻ. Hôm nay, trường Tôn Quang Việt không chỉ là ngôi trường tri thức, mà còn là nơi ươm mầm những tài năng trẻ, tiếp tục truyền thống vẻ vang của những thế hệ đi trước. Với niềm tin và quyết tâm, nhà trường đã, đang và sẽ luôn là nơi thắp sáng những ước mơ, nơi chắp cánh cho tương lai thế hệ trẻ. Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường Tôn Quang Việt, 40 năm một chặng đường, 40 năm vươn mình vượt qua khó khăn, viết tiếp trang sử vẻ vang. Hãy cùng viết tiếp câu chuyện tự hào của ngôi trường giàu truyền thống này, nơi ươm mầm cho những ước mơ bay cao, bay xa.